vị lãnh đạo tài chính của 21 nền kinh tế Thái Bình Dương đã cùng nhau tụ họp đông đủ tại Bắc Kinh vào ngày 22 tháng 10 để bàn về việc thúc đẩy tăng trưởng thông qua thu hút đầu tư nước ngoài vào cơ sở hạ tầng. Theo nội dung cuộc họp, những nền kinh tế thành viên thuộc APEC cần huy động các nhà đầu tư từ khu vực tư nhân tham gia vào xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy thị trường tài chính trong nước. Một lộ trình quan hệ đối tác công tư đã thông qua tại cuộc họp sẽ được trình lên những nhà lãnh đạo của khối APEC. Các vị bộ trưởng tài chính đang cố gắng rút ngắn khoảng cách, xác định những gì có thể làm được và không thể làm được. Chúng tôi có những ví dụ về mối quan hệ đối tác, công tư và những cách rất khác nhau để đầu tư thêm và tăng tiêu thụ từ đó. Trong khuôn khổ cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính các nước, lãnh đạo các tổ chức quốc tế và đại diện cấp cao từ những tổ chức tư nhân đã thảo luận các chủ đề về chính sách hợp tác kinh tế vĩ mô, đầu tư và tài trợ cơ sở hạ tầng. Ngoài ra còn thảo luận về thuế và chính sách thuế, cải cách cơ cấu kinh tế và hỗ trợ tài chính nhằm phát triển kinh tế khu vực.